Xin chào quý vị và các bạn. Thể thao theo yêu cầu rất là nhiều người, phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền thuốc nam thầy Mộc quyết định làm một cái chương trình sale của tháng 12 nha. Bổ thận cố tình đặc trị các cái chứng bệnh liên quan đến xuất tinh sớm, lạnh người, đi tiểu đêm nhiều, đau lưng, mỏi gối, tê tay, đặc biệt là các cháu bé mà mười mấy tuổi đã quay tay rồi, sau lớn lên là lạnh hết người, lo lắng sợ sệt ấy. Thì nó là sản phẩm hồi dương cứu nghịch, nó rất là tốt nhé. Thuốc đang là 900.000, còn 300.000 một lọ uống một tháng. Nếu các anh chị lấy thì nghe rõ là nhắn tin rõ, một là họ tên, hai là địa chỉ và ba là số điện thoại của anh chị ấy. Nhắn biết, nếu biết số điện thoại của em là tốt nhất, nhắn thẳng vào số điện thoại, hoặc không thì nhắn vào trên Zep Lào, hoặc là không ba thì có thể là nhắn vào Messenger trên TikTok đều ok nhá. Và em có 20 lọ nhá. Xin chào.